Hello, hello, xèo tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nha anh em ơi. Thì trước khi vào video ngày hôm nay thì anh em có thể giúp mình một nút like được không? Bởi vì nó miễn phí mà anh em ơi. Thì anh em thấy bộ trang phục của mình hôm nay quen quen không? Quá quen luôn đúng không? Thì hôm nay mình quyết định là hóa thân thành Luffy anh em ơi. Mà nói chung là hôm nay chỉ có cái đầu nó là giống Luffy thôi anh em ạ. Còn cái quần áo của nó không giống lắm nha. Nhưng mà nói chung là chỉ tượng trưng thôi anh em ạ. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ không phải là người đi trốn mà mình sẽ quyết định là người đi tìm nha anh em ơi. Đấy, bật haki luôn anh em ạ. Đấy, bắt đầu đi săn mấy cái thanh niên trốn ở trong chế độ trốn tìm này nha anh em ơi. Ok, hên quá anh em ơi. Thì mình đã là người đi tìm rồi nha anh em ơi. Và tiện đây mình cũng hướng dẫn anh em mẹo để cách chiến thắng nếu mà anh em là người đi tìm nha anh em ơi. Đó, auto top 1 nữa nha. Thì đầu tiên là anh em ở trong cái vòng này anh em phải quan sát thật kỹ nha anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Mình thấy cái chữ Lovell đang chạy chạy đằng kia rồi. Bây giờ mình sẽ được hồi sinh cái là mình sẽ chạy ra đấy luôn nha anh em ơi. Còn 5 giây thôi anh em ạ. 3 2 1. Ok, mình sẽ phi thẳng ra chỗ đấy luôn nha. Hai thằng đánh quanh đi rồi. Mày chạy đi đâu? Nó chỉ đâu đó quanh đây thôi anh em ạ. Không biết. À đây 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 đây. Mày chạy à? Rút súng ra bắn luôn anh em ơi. Đấy, nó chạy xa đấy anh em, nhớ là rút súng ra bắn nha. Anh em chỉ bắn vài viên là nó chết anh em nhìn nhá. À mày trốn à? Mày trốn nội bố mày cái. Ui. Cái gì đây? Alo. Sao trông nó lại như thế? Vãi, nó chạy thằng này kìa. Ui thằng này ẩn thân chi thuật đấy anh em. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đến quận nha con. Trời ơi. Anh em thấy chưa? Chạy bằng mắt, anh em bắn từ xa chắc chắn là nó sẽ chết nha anh em ơi. Rồi còn ai nữa không? Nói chung là anh em nếu là người đi tìm ý thì anh em cứ bắn cho mình nha, cứ bắn linh tinh anh em ạ. Đấy, chẳng may chúng thì nó sẽ trừ máu nha anh em ơi. Và anh em nhớ là quan sát thật kỹ nha. Có rất là nhiều những cái thanh niên mà biến từ bụi cỏ sang cái ghế hoặc là sang cái cây nha. Anh em nhớ là phải chú ý nha. À thằng Lovell này, mày chạy lên quận anh em thấy chưa? Cứ những cái trường hợp mà nó chạy xa anh em thì anh em cứ rút súng này bắn cho mình. Bắn khoảng độ 3-4 viên là nó liệm rồi. Đấy anh em nhớ ăn những cái búp này nha anh em ơi. Để anh em có thể tăng sức mạnh nha, chạy cho nhanh hoặc là cộng máu nha anh em ơi. Cực kỳ phê luôn. Rồi, còn 3 đứa nữa rồi. Rồi cuối cùng là cũng bật cái chế độ rút time rồi anh em ạ. Còn hai người nó sẽ bật chế độ rút time lên nha anh em ơi. Đấy, để anh em tăng tốc chạy với cả kiểu như là bật được cả haki lên nha để anh em quan sát nha. Rồi, ra đây 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 đây, đây. Thằng này mày ngu à mày. Mày chạy vào rộ à mày. Rồi, còn 30 giây nữa anh em ạ. Thằng cuối cùng mày chạy bằng mắt, mày chạy bằng niềm tin, mày chạy bằng cái niềm hy vọng. Tuổi gì mà chạy. Ok. Rồi, ui mình bật haki lên mà không biết nó ở đâu rồi anh em ơi. Thằng này đâu trốn kia đấy nhỉ? Anh em thấy chưa? Mình bắn linh tinh cả mà vẫn chả trúng ai, chết rồi. Trận này lại để thua với cái thằng danh quân này, trời ơi. Không được rồi anh em ơi, hỏng rồi. Hỏng bét rồi anh em ạ. Ui thằng trốn kít đấy nhỉ. 8 giây nữa rồi anh em ơi. Vãi, thôi xong rồi anh em ơi. Hỏng rồi, hỏng bét rồi anh em ơi. U là trời. Ôi chết rồi. Thua rồi. Cái gì vậy? Sao thất bại như nào? Ui dồi ôi, thất bại mẹ thành công anh em ạ. Ok, mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha anh em ơi. Không để thua được anh em ạ. Ok, hiện tại là mình đang chơi đêm nha anh em ơi, nên là vẫn ghép vào mấy cái thanh niên này anh em ạ. Ảo thật đấy anh em ơi. Rồi tiếp tục nha anh em ơi. Thì không biết là liệu mình là người đi trốn hay là người đi tìm đây anh em ạ. Rồi đang hóng còn 3 giây nữa. 2 1 Trốn đây tìm đây. Ơ cái gì vậy? Vẫn phải đợi 4 giây nữa à? Trời. Ok, đợi anh em ạ. Đợi là thượng sách nha. Rồi, mình là người đi tìm anh em ạ. À, chúng mày tới công chuyện với tao rồi. Trận này mà mình thua ấy, thì mình quyết định là xóa Free Fire luôn nha. Mày lại thế mà. Ok, đùa anh em thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi luôn nha. Thì đố anh em biết ngày hôm nay là ngày gì nha anh em ơi? Một ngày cực kỳ quan trọng với những bạn mà có người yêu thì mấy bạn ấy sẽ biết nha. Còn như anh em đã FA mình nghĩ là chắc không biết đâu. Ok, anh em đã FA mà anh em hết kim cương thì anh em có thể vô shop của mình quay anh em ơi. Thì hôm nay là cái ngày gọi là cực kỳ đặc biệt rồi. Nên mình đã quyết định là tăng tỷ lệ shop mình cực kỳ cao luôn. Đấy, tỷ lệ lỗ hút kim cương là 100% nha. Anh em quay bên nào lỗ hút phát đấy nha anh em ơi. Và 1% là đi ăn. Đó, anh em nào đi ăn thì sẽ không quay được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm nhanh nha mày. Vừa xong mình thấy cái thằng này nó luồn ra đây. Ui dồi cái bình hoa to đùng như này, mày chạy bằng mắt à? Mày chạy bằng niềm tin, mày chạy bằng niềm hy vọng à? Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này xem còn ai không nhanh nha mày. À thằng Lovell này, mày đây, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu con sâu lại? Đứng lại. Đứng lại anh xin cái đầu nào. À thằng này tổ lái nhanh thế nhỉ. Đó thì anh em mà chơi chế độ trốn tìm này thì anh em cứ biến thành những cái đồ vật nhỏ nhỏ là chạy cho nó dễ nhanh nha mày. Chứ anh em biến thành những cái đồ vật to như kia thì xác định là anh em lên bàn thờ ngắm gà bản thân rồi nha bạn. Rồi, đứng lại. Ui thằng này nó hư thế nhỉ. Nó ăn cả cái búp kìa anh em ơi. Nhưng mà ăn thì cũng chết thì ăn làm cái gì cho nó tốn công ra. Ok, chỉ còn mấy người nữa, còn 7 người nữa cơ anh em ạ. Ui sao nhiều thế. À, cái thằng này nó còn mang hoa lên trên nhà nữa anh em ơi. Thằng này đúng thằng ngu anh em ạ. Bởi vì trên nhà này làm sao mọc được hoa đúng không anh em. Đây, còn một đứa nữa anh em ơi. Còn một đứa nữa đây. À, mình biết ngay mà. Mình thể hiện cái trái tim lên. À, nó nhảy ngồi anh em ơi. Đuổi cùng luôn. Đuổi cùng giết tận thằng này luôn. Đâu rồi, đâu rồi. À, đây. Cái gì đây? Bị lag à anh em. Sẽ qua hai bình hoa trồng lên là như nào? Từ để mình quật đây anh em ạ. Ui cái gì đây? Lag rồi anh em ơi, vãi trưởng ra đây. Nhiều lúc game nó bị lỗi anh em ạ. Ảo thật đấy. Ok tiếp tục nha anh em ơi. Rồi, còn cái gì nữa không ta? Rồi, hết rồi anh em ạ. Ôi. Ui như là team mình vừa giết được một người rồi anh em ạ. Rồi bây giờ chỉ còn hai người thôi anh em ơi, lại bật chế độ retime lên rồi anh em ạ.
Đấy, bây giờ được tăng tốc bắn nhanh như vậy, tăng tốc bắn với cả kiểu như tăng tốc chạy nhá. Rồi, không biết là hai thằng này trốn ở đâu. Lòi cái đầu ra đây. À, còn một đứa cuối cùng anh em ơi. Còn một đứa cuối cùng. Rồi, sắp chiến thắng rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Thua làm sao được. Đấy, đúng là kiểu như là lốc phi anh em ạ. Đấy, bật haki lên quan sát thôi anh em ơi. Đấy, đi tìm tất cả mọi thứ luôn. Rồi, mình sẽ chơi thêm một trận nữa nhanh anh em ơi. Rồi, không biết là trận này mình sẽ là người đi trốn hay là người đi tìm anh em ơi. Mong là người đi tìm anh em ạ. Chứ người đi trốn thì trốn hoài cũng toàn tôm một cũng chán lắm anh em ơi. Không có đối thủ anh em ạ. Mình là ông trùm trốn tìm Việt Nam nhá. Rồi, gì đây? Lâu thế nhỉ? Chắc lại phải đợi rồi anh em ơi, chắc lại phải đợi rồi. A đù, mình là người đi trốn anh em ơi. Cày thế nhỉ? À, chắc lại mình sẽ chơi bẩn nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ quan sát hết tất cả vị trí của mấy thanh niên này nhá. Sau mình sẽ ra kia để mình tự sát anh em ơi. Đó, để cho mấy cái ông mình kia giết mình, sau đó mình sẽ đi tìm nha anh em ơi. Đó, là chiến thuật cực kỳ hay luôn. À, mấy thằng này nó ở bên góc này là chính anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ ra đây nhá. Mình biến thành cái tường này ra luôn anh em, mình chặn đường luôn anh em ạ. Đó, cho mấy thanh niên kia có cơ hội mà đi trốn nhá. Đấy, xong mình chết luôn, bắt đầu mình đi tìm nhá. À, không biết là có thằng nào chạy gần đây không anh em ạ. Rồi, giết tao đây, đúng rồi. Bắn đây, đúng rồi, hợp lý. À, mình thấy một thằng bên kia rồi anh em ơi. Mày tới công chuyện với tao. Mày chạy đi đâu bên này anh em ơi? Mình thấy một thằng bên này. À, mình sẽ bật haki lên nó nhanh anh em ơi. À, lúc phim mà haki thì mình đây rồi anh em ơi. Đây rồi, mày. À, bên này à. Chạy đi đâu con sâu này? Rồi, một đứa. Còn đứa nào nữa không? Rồi, còn 6 đứa nữa anh em ạ. À, đông đấy nhỉ. Ui, quân địch đông quá anh em ơi. Rồi, tiếp tục đi tìm nhanh anh em ơi. À, cái bình hoa này nó nghi mà không phải anh em ạ. Rồi, trốn ở đâu? Chúng mày trốn ở đâu? Nhò cái đầu ra đây. À, còn 5 đứa nữa anh em ạ. Cũng phải trốn kia đấy nhỉ. Ủa, cái gì anh? Mình thấy cái bông hoa nghi anh em ạ. Đúng rồi. Và mình biết ngay mà tự nhiên hoa lại mọc ở đấy. Ảo thật đấy anh em ơi. Không có hoa mọc trên bê tông nhỉ, để mình quật cho cái nhỉ. Rồi, tiếp tục nha anh em ơi, tiếp tục nha. Bên này không biết là có ai không. Ui, ba cái này nghi lắm anh em. À đây, mình biết ngay mà. Rồi, chỉ còn 2 người nữa thôi anh em ạ. Lại chế độ đối tham bắt đầu nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cầm phóng lựu mình đi càn quét nha anh em ơi. Đó, bây giờ chỉ cần bắt trúng là lủng của tỏi luôn nha anh em ơi. Đấy thì cũng biết là mình nhậu có bắt trúng cái thằng nào bằng phóng lựu hay không anh em ạ. Rồi, một đứa cuối cùng thôi anh em ơi. À, như mình thấy vị trí ở bên này anh em ơi. Hình như trên nhà anh em ạ. Không biết có phải trên nhà không hay ở dưới này ta. Ở đâu đây? Mình vừa thấy đỏ xung quanh người mình mà anh em. Trốn kỳ thế nhỉ. Ok, tiếp tục nha. À, ở trong mấy cái cục gỗ đấy trắng. Không phải anh em ạ. Rồi mình bay lên trời nhá. Mình bay lên trời mình quan sát nha. Xem có cục gỗ nào hay cái cây nào di chuyển hay không anh em ạ. Rồi, không quá luôn anh em ơi. Rồi. Ở đâu nhỉ? Chết rồi, đừng để nó thắng nha. Hay quá anh em ạ. Ôi trời ơi. Cứ tưởng thua anh em ơi. Thì clip mình đến đây kết thúc nha. Bye bye anh em.